Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì như tiêu đề ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách hát nhạc cover trên YouTube nha mọi người. Thì như thế nào thì mời các bạn cùng nhìn thẳng vào màn hình của mình để mình chia sẻ cho các bạn cùng biết nha. Rồi, mình chào tất cả các bạn đã quay trở lại màn hình điện thoại của mình nha. Thì trước khi vào chia sẻ cho các bạn về cái cách hát nhạc cover trên YouTube á, thì bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì hãy đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ kênh YouTube của mình nha. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Thì như ở đây các bạn đang xem đó chính là cái chính sách âm nhạc của YouTube nha mọi người. Ở đây mở một lúc cho các bạn xem nè, là cách xác định xem video hát lại của bạn có đủ điều kiện để bật tính năng kiếm tiền hay là không. Đó, ở đây mọi người, trong đây là có khiếu nại bản quyền trong còn hạn chế. Có nghĩa là bây giờ trong cái cộng hạn chế của bạn á, mà nó được là gọi là chia sẻ doanh thu hoặc là không bản quyền á, thì nó là ok á, thì các bạn sẽ được bật kiếm tiền. Còn nếu như mà cái bài hát của bạn mà đăng lên á, mà nó có cái dấu tích mà đồng tiền màu đen như thế này là tắt nè, thì các bạn sẽ không được bật kiếm tiền nha. Và chủ sở hữu là sẽ không cho các bạn là hát lại, và nếu bạn có tình hát lại bạn để hoài thì bạn sẽ ăn một bản quyền. Đó, dòng chữ sẽ xuất hiện khi đủ điều kiện như sẽ chia sẻ với doanh thu trên quảng cáo nè, thì các bạn có thể xem ha. Và mình sẽ để cái đường link này á trong cái đường mô tả của cái video mình á, thì cho các bạn cùng nghiên cứu và các bạn xem ha. Thì hiện tại á, thì các bạn hát nhạc trên nền chính sách mới 2020 của YouTube á, thì cực kỳ là khó nha mọi người, rất là dễ ăn bản quyền. Thì nếu như mình là một người làm YouTube và mình muốn hát nhạc ở trên YouTube á, thì mình làm như thế nào, thì mời các bạn xem nha. Rồi thì đầu tiên á, mình sẽ vào cái ứng dụng là YouTube, ứng dụng của YouTube nha mọi người, và mình tìm đến cái mục là thanh tìm kiếm. Ví dụ ở đây mình hát cái bài là dùng lá cây bay đi ha, đó, karaoke đó. Thì ở đây mình sẽ lấy cái beat của là ca sĩ Như Quỳnh. Thì mình biết á, là ca sĩ Như Quỳnh là thường hát nhạc trước năm 1975 không ạ? À? Đó là vậy. Và mình để mình kiểm tra được cái bài hát này có nằm trong cái top là trước năm 1975 hay không á, thì các bạn vào cho mình là Google nha. Đó, đây là cái trang web trên Google, trên Google Chrome nha mọi người, mà mình đã tìm kiếm được luôn. Đây dùng lá nghe bay nè, anh Việt Anh là sáng tác gì nè. Đó, thì cái bài hát này, thông tin này mình được biết á, là nó sẽ là trước năm 1970, nó nằm vào năm 1972 mọi người, có nghĩa là trước năm 75 luôn á. Đây nè, những tác phẩm của các tác giả là anh Việt Anh nè. Thì ở đây có bài hát là dùng lá máy bay nè mọi người, nó thì nó sẽ nằm ở năm bài hát là trước năm 1975 ha. Và đây là một số bài hát tương tự các bạn thể là cover lại nè. Buổi đời 1, buổi đời 2, cho nhau chiều thứ bảy, cho nhau chiều chủ nhật, nó chuyện tình thiên nga, đốt xương trên đồng, đời con gái nè, rất là nhiều các bạn có thể chọn và các bạn hát nha. Còn đây là những bài hát sau 1975 thì các bạn nên hạn chế. Đó là vậy. Đó. Và để mà các bạn không, nếu như mà các bạn không thích những cái bài hát này thì các bạn có thể vào là top Google. Bạn điền cho mình là những bài hát trước năm 1975 thì nó sẽ ra rất là nhiều những cái bài hát này, và các bạn có thể hát lại nha, và các bạn là không có bị dính bản quyền. Nếu như mà trong trường hợp mà các bạn dính bản quyền á, thì các bạn có thể kháng lại và các bạn thành công. Tại vì những cái bài hát này nó thuộc miền cộng đồng rồi, không ai bắt bớ gì các bạn á, thì các bạn có thể hát nha. Rồi, mà khi mà các bạn hát rồi á, thì các bạn nên điền những gì vào thông tin của mình vào cái đường mô tả nha. Thì mình mở cho các bạn xem luôn nè. Thì vừa qua thì mình cũng đã hát một cái bài hát nhạc trẻ luôn mọi người, không phải là nhạc trữ tình đâu, nhưng mà mình biết hát, mình cách hát mà đúng cách á, thì mình vẫn được bật kiếm tiền bình thường nha mọi người. Mình sẽ vào cho các bạn xem nè. Đây, thì vừa qua mình đã hát cái bài là Đừng Khóc Nữa Mà của ca sĩ Gia Huy, và bạn coi mình đặt cái đường mô tả nè. Người mình sẽ bấm vào cái đường mô tả cho các bạn xem nè ha. Đây, bài hát này được công chiếu 14 ngày trước nè. Mình có ghi là rõ ràng luôn nè, Đừng Khóc Nữa Mà, ca sĩ Gia Huy.
và đặc biệt là mình để là cái đường link gốc này, có lẽ là mình nè, thấy không? Và mình ghi luôn cái lời bài hát của cái bài hát này nha mọi người. Đó, nó là vậy ha. Và cái điều quan trọng là các bạn phải ghi như thế này nữa nè, là bài hát này tôi có sử dụng beat và tác quyền của tác giả, và tôi rất vui được chủ sở hữu bài hát này chia sẻ doanh thu khi tôi bật kiếm tiền trên YouTube. Nếu như chủ sở hữu không cho phép tôi cover lại thì xin liên hệ tôi qua Gmail để tôi gỡ bản cover này xuống. Xin chân thành cảm ơn. Thì bạn phải ghi như thế này, mà khi mà người ta thấy được những cái dòng như thế này thì người ta cũng không bắt bớ về bạn đâu. Nếu mà người ta có bắt bớ thì người ta sẽ gửi mail cho bạn và các bạn gỡ xuống, là bạn sẽ không bị gậy cộng đồng ha, gậy bản quyền chứ. Nó là vậy nha các bạn. Thì các bạn có thể là cover nhạc trẻ bình thường luôn. Thì nếu mà như bạn thấy người ta cover rồi thì các bạn có thể là cover lại. Nhưng ở đây làm kia là đừng khóc nữa này. Đừng ghi như cover nha. Đó, ở đây thì có Út Nhị cover nè, rất là nhiều bạn cover luôn á. Thì người ta cover rồi thì mình có thể mình cover lại, còn nếu mà như mà người ta chưa cover thì bạn đừng nên cover lại nha, cover lại bản quyền liền luôn á. Nó là vậy. Và trong cái quá trình bạn cover thì bạn nên sáng tạo, ví dụ như bạn đi lấy cái thùng lo bạn ra ngoài thì bạn hát lại như anh gì đó, anh Trung GB gì đó. Nó thì như vậy là sáng tạo, chứ bạn đừng có quay màn hình, mà để cái màn hình tối thui mà các bạn quay lại thì bạn up lên là ăn bản quyền liền nha. Vì khi đó bạn đã làm rồi, tại cái video của người ta rồi, người ta không thích, người ta sẽ cho ăn bạn gậy liền. Còn nếu như mà bạn hát lại bình thường như thế này nè thì ai đâu cho bạn gậy. Nó ở đây mình có Út Nhị cover nè, mình cover nè, mọi người xem á, rất là nhiều bạn cover thì mình có thể mình cover lại. Như các bạn là Nguyễn Bảo Nam official nè, bạn lo cái lo kéo là bạn hát nè. Đó, các bạn xem á, nó là vậy. Thì nếu như mà các bạn nhạc trẻ thì cực kỳ là khó, mình khuyên các bạn là nên vào network thì bạn hãy hát nhạc trẻ nha. Còn ở ngoài GA thì các bạn hát nhạc trước năm 1975 thôi nha mọi người. Thì ngày hôm nay thì mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn vậy thôi. Nếu mà các bạn thấy video này hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy đăng ký kênh và like cho mình một like để mình có động lực ra những cái video khác nha mọi người. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn.